thì chúng ta có thể nhìn thấy được một cái tài liệu khác nữa là tài liệu liên quan đến những cái đơn mà người ta nạp để mượn tiền ngân hàng để mà mua nhà đó thì đã giảm khá là nhiều một phần đó là tại vì lãi suất tăng rất là cao phần thứ nhì đó chính là chúng ta có một cái Cơn bão gọi là Hurricane In, thì thùng không có nói nhiều về cơn bão này nhưng mà có thể nhiều bạn cũng đã biết thông tin là ở Mỹ đó vừa bị tàn phá bởi một cơn bão đó chính là Hurricane In. thì cơn bão này đó tàn phá cái vùng Florida và đây là một trong những yếu tố dẫn đến là cái đơn nạp mua nhà đó cũng ảnh hưởng nhưng mà tôi nghĩ là các phần lớn ảnh hưởng Đã đến từ lãi suất tăng rất là cao. Chúng ta hay được lãi suất bây giờ đó lên tới cái mức là 6.75 luôn cực kỳ cao luôn trong khi mà đầu năm đó chúng ta chỉ có là 3% mà thôi. Lãi suất bây giờ đã lên hơn gấp đôi luôn, trong khi mà các bạn nhớ là năm vừa rồi đó lãi suất chỉ nhiều khi là chỉ có 2.3 hay là 2.4% mà thôi. Bây giờ lên cực kỳ cao cho những người nào mà mượn tiền mua nhà. Đây là cái lãi suất uh, trung bình 30 năm hiện tại. Và điều này đó ảnh hưởng như thế nào đối với cái ngành bất động sản ở Hoa Kỳ thì uh, chúng ta thấy được là đơn nạp mua nhà đó đã giảm 13% so với lại cái tuần vừa rồi nhưng mà so với lại một năm trước đó chúng ta nhìn vào cái dữ liệu của tháng 8 này so với tháng 8 năm trước đó thì giảm tới 37% lận còn về những cái đơn nạp để mà refinance có nghĩa là mượn lại ngân hàng thì giảm tới 86% so với một năm trước nói chung ngành cho vay bất động sản và bất động sản Hoa Kỳ đó thì bây giờ đang gặp chút vấn đề có phải là bức tường sang Hoa Kỳ đang giảm mạnh hay không thì chưa phải đâu các bạn như thường này chia sẻ đó thì phần lớn tùy theo dùng các bạn chỉ thấy giảm 5 tới 10 phần trăm mà thôi thực sự đã chậm lại nhưng mà giá vẫn chưa có giảm đâu à, để các bạn thấy được một trong những cái dữ liệu được chia sẻ bởi CoreLogic thì chúng ta thấy được là dựa theo Dữ liệu này đó thì so với một năm trước giá nhà vẫn tăng chứ không phải là giảm tăng 13.5% Đây là cái dữ liệu so sánh từ tháng 7 năm ngoái đến tháng 7 năm nay Nhưng mà nếu chúng ta so sánh từ tháng 8 năm ngoái đến tháng 8 năm nay đó Thì giá nhà ước tính bây giờ bởi CoreLogic chỉ tăng có 3.2% mà thôi Có nghĩa là so với một năm trước thì khả năng là giá nhà vẫn tăng chứ không phải là giảm Nhưng mà có thể là kết thúc khi chúng ta so sánh tháng 12 của năm nay so với tháng 12 của năm ngoái đó là hoàn toàn có thể là con số âm và đó mới là cái lúc mà chúng ta bắt đầu thấy là những cái bài báo ở đầu viết là bất động sản Hoa Kỳ đang rơi tự do hay là đang xuống mạnh Tại vì những bài báo đó, đó viết như vậy để người ta bấm vào để mà xem Nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có nhiều bài báo nói về bất động sản à, giảm Tại vì thật sự vẫn chưa có giảm chúng ta thì được là giảm so với cái mức cao cái tê vài tháng mà thôi Nhưng mà so với một năm trước đó thì ước tính bây giờ vẫn tăng là 3.2% cho đến khi nào chính thức cái mức này đi vào con số âm, 3.2 này trở về con số âm thì lúc đó chúng ta mới thấy cái sự lo lắng uh, của nhiều người về bất động sản. Bây giờ thì uh, nhiều người vẫn chưa được các bạn và thuận cảm thấy được. Như bạn đã biết là thuận uh, cũng uh, đi xem nhà cái tay vài tháng nhưng mà cũng đã ngưng rồi vì uh, thuận muốn chờ đợi xem tình hình như thế nào. Nhưng mà trong lúc đó đó thì uh, có một số nhà thuận cũng uh, Bấm vào trái tim đó, trên cái ứng dụng uh, Realtor đó, để thường theo dõi quan sát Coi những cái nhà đó đó có bán được, khi nào bán và bán giá bao nhiêu Thì phần lớn những căn nhà đó, những cái nhà mà ở vị trí tốt, có trường học tốt Như là ở quân cam này đã những dùng như là chúng ta nói tới um, ở Irvine hay là chúng ta nói tới ở Adam Hills đó, Thì những dùng đó vẫn bán được với cái mức giá mà người ta kêu gọi Thậm chí là có một vài căn nhà bán vẫn hơn cái mức giá kêu gọi một chút Nhưng mà đó là những cái nhà ở dùng tốt, có trường học tốt Uh, nhưng mà những nhà mà không ở dùng tốt và không ở trường học tốt thì uh, khó bán hơn bán dưới cái mức giá chiêu một chút nhưng mà thường cảm thấy được là vẫn có một nhóm người một nhóm người này đó thì uh, cái lương của họ không thay đổi nhưng mà phần trăm lãi suất lại tiếp tục tăng lên thì uh, họ đang trong cái tình trạng là bây giờ không mua nếu như mà đợi lãi suất tiếp tục tăng đó, thì không thể mua được cái mức giá nhà đó tại vì khi mà lãi suất tăng đó thì cùng một cái phần trăm các bạn trả xuống tiền đặt cọc tiền đau cùng với một cái lương đó các bạn chỉ có thể mua được cái nhà với cái mức giá thấp hơn cho nên tôi cảm thấy là vẫn có một số người họ cân nhà bây giờ đã họ nhanh chóng gấp rút mua nhà để tránh khỏi cái rủi ro là lãi suất tiếp tục tăng lên khi mà fed tiếp tục tăng lãi suất và tôi nghĩ là giá nhà vẫn được giữ bởi cái nhóm người đó nhưng mà tới một mức nào đó đó thì nhóm người đó cũng sẽ uh, xong rồi không còn nhiều người mua nhà nữa đó là cái suy nghĩ của Thuận mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới và đương nhiên chúng ta vẫn thấy được những tài liệu thường chia sẻ trong vòng thời gian qua thì vẫn cho thấy là dựa theo dữ liệu thì tài chính hoa kỳ hiện bây giờ đến nền kinh tế vẫn đang còn ổn tuy nhiên các bạn thấy rất rõ ràng là cái xu hướng là đang đi xuống hiện bây giờ có xuống tới mức gây áp lực cho phép để mà thay đổi vị thế của mình hay không và không tiếp tục tăng lãi suất mạnh nữa, không tiếp tục siết chặt nguồn tiền nữa, thì à, đương nhiên đó là việc chúng ta không thể nào biết được, đó là việc chỉ có Fed mới biết được mà thôi. Thuận thì có cái hy vọng và đương nhiên à, nhiều bạn có đã biết là Thuận vẫn đang tích lũy crypto cũng như là tích lũy thêm à, cổ phiếu hiện bây giờ, vẫn hy vọng cái ngày mà Fed quay đầu và cũng hy vọng là chúng ta sẽ có cái ngày đó sớm hơn là nhiều người nghĩ. Tuy nhiên thì không nghĩ đến năm nay đâu các bạn, chúng ta phải chờ qua năm sau xem tình hình là như thế nào. Và nếu như mà thuận đón sai thì cũng tốt thôi Tại vì nếu như mà Fed tiếp tục tăng Có nghĩa là khả năng là kinh tế vẫn ổn Hai cái năng toàn vẫn có thể là một cái giải pháp thực hành được Rồi chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói tới một thông tin khác nữa Cũng liên quan đến kinh tế vĩ mô đó chính là thông tin liên quan tới nước Anh và đây là cái uh, lời phát biểu đến từ thủ tướng mới của nước Anh. Các bạn đã biết là nước Anh có thủ tướng mới uh, trong vòng thường nhớ là không tới 30 ngày, đó chính là Liz Truss. Và trong thời gian ngắn như vậy đó, Liz Truss đã đưa ra một cái đề nghị, đó chính là giảm thuế cho những uh, cái công ty và những người mà làm uh, lương cao. Thì tại vì sao vậy? Thường đã chia sẻ với các bạn trước đây, đó chính là một cái uh, lý thuyết kinh tế uh, gọi là Trickle Down Economic hay là kinh tế nhỏ giọt đó đây là một trong những cái uh, chính sách kinh tế mà ở hoa kỳ rất nhiều người biết đến thông qua thời đại của tổng thống Ronald Reagan nhưng mà Truss thì là một người mà có lòng tin với lại cái chính sách này nhưng mà sau khi ra cái À, thông báo là muốn giảm thuế đó thì đồng bảng Anh đã rơi rất là mạnh à, tại vì giảm thuế như vậy đó thì sẽ dẫn đến là cái phần thuế đó đó lại phải vay mượn để mà đắp bào có thể dẫn đến lạm phát lại tiếp tục tăng nữa trong khi lạm phát ở nước Anh vẫn đang rất là cao hiện bây giờ lạm phát nước Anh con số mới nhất cho chúng ta thấy được hiện bây giờ là 9.9% rất là cao và bản anh rơi rất là mạnh các bạn đã nhớ là tuần nhiều rồi đó bản anh rơi gần như là một một À, so với đồng đô la rơi cái mức thấp nhất thuận nhớ là trong lịch sử của bản anh so với đồng đô la và dẫn đến là ngân hàng trung ương của anh uh, phải thu mua trái phiếu để mà cứu vãn tình hình thì uh, sau đó đó uh, bộ trưởng tài chính của nước Anh à uh, nhớ đó là bộ trưởng tài chính cộng với lại uh, thủ tướng mới là Liz Truss uh, cũng đã đưa ra cái uh, quyết định là hủy bỏ không có theo đuổi chính sách giảm thuế đó nữa nhưng mà hôm nay đó trong cái bài phát biểu đó thì rất rõ ràng là thủ tướng distrust của nước anh vẫn rất tin tưởng vào việc giảm thuế và nói là việc giảm thuế đó sẽ dẫn đến nhiều lợi ích quốc gia và đó là một cái điều cần làm không chỉ về mặt đạo đức mà còn về nền kinh tế nữa tại vì giảm thuế sẽ kích thích À, nền kinh tế phát triển khi mà nền kinh tế phát triển à, sẽ dẫn đến là những công ty, à, những người mà được giảm thuế đó thì họ sẽ mướn thêm người, người dân sẽ có nhiều công việc làm hơn à, và họ sẽ có lương cao hơn, rồi họ sẽ mua sắm nhiều hơn dẫn đến là nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và tiếp tục tăng trưởng trong tình hình này đó thì uh, listrust rất, rất rõ ràng là khác với lại uh, fed ở Hoa Kỳ một chỗ là listrust đang nghĩ đến là làm sao để tiếp tục khiến cho nền kinh tế phát triển và phát triển và phát triển trong khi à, phần lớn à, những quốc gia bây giờ đã muốn siết chặt nguồn tiền để cho làm cho nền à, kinh tế chậm lại nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta vẫn chưa nghe nói tới cái à, thông tin là chính sách giảm thuế lại được thực hành nữa thì bây giờ chính sách đó coi như là đang à, được tam hủy bỏ cho là như vậy đi tại vì rất ràng là list stress vẫn muốn tiếp tục nói về cái đề tài này mặc dù rất nhiều người à, đã lên tiếng phản đối và cũng có một cái số người biểu tình ở nước Anh Và cũng dễ hiểu thôi, các bạn thấy được là đây là cái tài liệu có tên là Truflation Thì à, đây là một cái dữ liệu tư nhân mà thôi, không phải là đến từ chính phủ Hoa Kỳ Nhưng mà đây là một cái dữ liệu đo lường phần trăm lạm phát chính thức của Hoa Kỳ à, Thì hiện bây giờ đã dữ liệu cho thấy là Hoa Kỳ ở mức là 8.67 Thì tuy dữ liệu này không có giống như là dữ liệu của chính phủ Nhưng mà cái chúng ta muốn thấy đó là cái đường màu xanh này theo dữ liệu này vẫn là một cái xu hướng giảm và thực sự là như vậy chúng ta nhìn vào trong vòng một tháng qua đó thì chúng ta vẫn tiếp tục thấy là cái phần trăm lạm phát hoa kỳ từ 892 xuống tới hiện tại là 867 dựa theo cái dữ liệu này và chúng ta có thể nhìn vào trong vòng một năm qua đó thì sau khi đạt mức cao khoảng chừng là 12% dựa theo inflation À, thì phần trăm lạm phát Hoa Kỳ thật sự đã giảm xuống tới cái mức hiện tại xu hướng là giảm nhưng mà ngược lại chúng ta nhìn thấy được là ở nước Anh thì không phải chúng ta nhìn thấy được là ở nước Anh à, vẫn tiếp tục tăng trong vòng một năm qua các bạn nhìn thấy cái đường này cứ tăng trưởng và chúng ta nhìn vào một tháng qua đó thì à, bắt đầu một tháng trước chúng ta có cái phần trăm lạm phát dựa theo inflation là 14.94 bây giờ mức là 16.63 vẫn là tăng trưởng như đã chia sẻ đây là cái dữ liệu dựa theo Trueflation một công ty tư nhân mà thôi họ dựa vào 30 cái nguồn tài liệu khác nhau như các bạn nhìn thấy bên dưới này thì đương nhiên không không phải là tài liệu chính thức nhưng mà cái chúng ta muốn thấy đó là cái xu hướng của cái phần trăm lạm phát như thế nào ở Hoa Kỳ đó rõ ràng xu hướng là đang giảm xuống nhưng mà ở nước Anh thì xu hướng vẫn đang tăng lên cũng dễ hiểu thôi tại sao mà khi mà Liz Truss ra quyết định là giảm thuế dẫn đến đồng bảng Anh rơi như vậy và nói tới phần trăm lạm phát thì bạn hỏi là tháng này khi nào chúng ta mới biết cái phần trăm lạm phát CPI ở Hoa Kỳ thì uh, chúng ta nhìn vào cái lịch trình uh, ở trên Market Watch đi thì các bạn sẽ được là cái thông tin uh, kế tiếp chúng ta chờ đợi đó chính là ngày thứ sáu này tại Hoa Kỳ sẽ có thông tin liên quan đến thất nghiệp xem coi là tuần thất nghiệp ra sao tôi nghĩ là phần trăm vẫn sẽ tốt uh, và chúng ta nhìn thấy được là tuần kế tiếp đó ngày 13 tháng 10 vào lúc uh, 8 giờ 30 sáng uh, giờ New York, có nghĩa là 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali, có nghĩa là ở Việt Nam đó, các bạn là khoảng chừng 7 giờ rưỡi tối thì sẽ nhận được cái thông tin liên quan tới CPI phần trăm lạm phát của Hoa Kỳ vào ngày 13 tháng 10, ngày thứ năm tuần sau. Tôi sẽ nói thêm một thông tin nữa trước khi tôi chuyển qua để mà nói về những thông tin riêng về crypto đó. Thì như các bạn đã biết là Elon Musk ngày hôm qua đã đổi ý tiếp tục thu mua Twitter ở mức giá. Trước đây có nghĩa là 44 tỷ Và dựa theo uh, tài liệu Thường nhớ là Bloomberg đó, chia sẻ tài liệu là Elon Musk à, Đã gửi cái lá thư Để mà chính thức thu mua Twitter Và nhiều bạn á, thì cho là Coi như chuyện này chấm dứt Elon Musk cuối cùng mua Twitter mức là 44 uh, tỷ đô la Và Thường đã chia sẻ Chi tiết hơn trong video ngày hôm qua Liên quan đến cái uh, vấn đề này rồi Và trong video đó, đó thuận đã đề cập đến Là nhiều bạn nghĩ là cái vấn đề này coi như chấm dứt uh, Thì cũng hy vọng là như vậy Nhưng mà các bạn nên biết là chỉ vì Elon Musk quay đầu lại và muốn mua Twitter với mức là 44 tỷ thì không có nghĩa là cái vụ kiện giữa Elon Musk và Twitter sẽ chấm dứt đâu. Cái vụ kiện này đã vẫn lên lịch ra tòa là ngày 17 tháng 10 này. Và như Thương chia sẻ trong video ngày hôm qua đó, cho đến khi nào mà Twitter đồng ý, à, giống như là hai bên ký giấy tờ cuối cùng đó, thì việc này vẫn chưa chấm dứt và hiện bây giờ... Twitter vẫn chưa có lên tiếng là sẽ hủy bỏ cái vụ kiện này tại vì Twitter là người mà kiện Elon Musk phá hợp đồng và có thể là Twitter đòi Elon Musk bồi thường cũng có thể luôn à, vì lý do là Elon Musk à, tung nhiều thông tin ảnh hưởng đến à, danh tiếng của Twitter cũng có thể chúng ta chưa biết được cái mà hôm nay đó cũng đã nói rõ hơn là cái vụ kiện này đó vẫn chưa có chấm dứt cho đến khi nào mà Twitter chịu bỏ vụ kiện này nhưng mà tôi nghĩ là đó là một trong những cái